Những pha trộm xe đáng nhớ, có người bất tới hai lần vẫn lơ là, không thèm cảnh giác. Qua đây, nạn nhân buồn bã muốn nhờ kênh Sài Gòn TV chia sẻ đến mọi người để nâng cao cảnh giác. Phối hợp dàn cảnh để đồng bọn trộm xe trước mặt nhiều người. Giữa thanh thiên bạch nhật, các đối tượng phối hợp trộm xe thản nhiên trước nhiều người. Vụ việc xảy ra tại khu vực chợ Chí Hùng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương như một lời cảnh báo để mọi người chung tay chia sẻ clip này từ Sài Gòn TV để đề cao phòng chống. Bất chấp nhiều người xung quanh, hai gã trộm đi xe Exciter áp sát, đồng bọn giả vờ nói chuyện đánh lạc hướng người dân để đồng bọn tiến tới bẻ khóa xe Blade màu xanh rồi tẩu thoát. Theo chị Đoan, chủ xe cho biết đây là lần thứ hai chị bị bất xe. Một bài học quá đắt giá cho chị và những người khác về sự bất cẩn khi để xe không có biện pháp chống trộm nào dưới sự ma mảnh của các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi. Tưởng cặp đôi nam nữ rủ nhau dạo phố nhưng ai ngờ dạo phố để đi trộm xe. Bất ngờ khi cặp đôi nhìn tưởng đang chở nhau đi chơi, nhưng không ngờ rằng hành vi sau đó khiến chủ xe xem clip không khỏi bất ngờ. Diễn biến vụ việc xảy ra tại đường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng trưa cách đây vài ngày. Một đôi nam nữ chạy xe Acelo màu vàng dừng lại trước một căn nhà. Sau khi quan sát, người nam bước xuống xe để cho người nữ cầm tài. Hắn ta đi thẳng vô trong hẻm bẻ khóa xe Sirius rồi chạy đi mất. Theo anh Hoàng, chủ xe cho biết tuy giá trị tài sản không giá trị gì lớn, nhưng đây là phương tiện đi lại gắn bó nhiều năm với anh. Dừng xe không trông coi, rất dễ bị bắt. Tình huống trên như lời cảnh báo nhiều người khác cảnh giác, nhất là nên chủ động chia sẻ những clip như thế này từ Sài Gòn TV để cùng nhau nâng cao cảnh giác. Quả thật trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra từ trong ngõ cho đến ngoài xóm, từ trong nhà ra tới xa lộ, từ trộm cướp biệt vườn đến trộm cướp thành thị. Cho nên mọi người hãy mạnh tay share những clip như thế này từ Sài Gòn TV để nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống. Bạn thấy sao về những pha trộm xe liên tục diễn ra mỗi ngày này? Comment cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.